ยังด่ามันเลยชาวลุกมาเล่นvương miệng hai rồi à? Lên vương miệng hai rồi. Có 4 tháng nữa là có vương miệng 3 rồi. 4 tháng nữa là vương miệng 3. Một năm là vua rồi. Chào gà offline. 静则怀中，贵则怀乱。不治民，则民怨怒；民怨怒，则必生乱。Chờ này mà thấy mẹ lãnh thổ bọn Trung Quốc rộng thật đấy, nhỉ? Bị xiên thán gia loạn贼，đánh bỉa chạy từ từ Châu cho tới Diễn Châu rồi đến tận Trường An. Biết bao nhiêu đó?我军据城守，恐非长久之计。若敌军不强攻城墙，必会截水断粮。逼我军出城战。Cả một viên dưới Vân Nam rồi các xuống đã đánh đầu. Được anh đúng không? Tên này là anh đánh tan đã nó ở đây rồi. 悉心节欲，待时而发。Có nên tiến lên tiếp không nhỉ? Không thì anh chờ quân tiếp viện em lên rồi đánh. Dạ. Nhưng mà sợ bọn phân vàng này nó lại hồi quân được. Thì cái công thì cộng mình đánh cái công cốc. Phá động nông minh. Lì mà hành động. Bắt đầu chiến đấu em. Mai chơi đến 10 giờ nhé. Anh còn phải đi tập thể dục. Sắp cưới này, body nó phải gọn. Body ngon nhẹ tí ha. Mày cao mấy bao nhiêu? Em á? Ờ. Em tầm 1m68-69. Mày 1m68 á? Thế nặng bao nhiêu? Ờ, 60-65. À, 60-65 là mày thuộc dạng cân đối đấy. Nếu mà 1m đấy. Em cứ đi tập gym mà. À, thế à, căng nhỉ. Tao 1m72 nhưng mà tao nặng tới 72 cân. Giảm cân tầm anh tầm 67 kg là vừa. Nói chung tầm 68. Tầm đó. Bây giờ tập ở đâu á? Tiếp cho tập. Thành phố chứ không phải ở nông thôn đâu mà thiếu chỗ tập. Nói ấy sau lưng mình, sau lưng ok. Bây giờ mấy cái phòng gym nó vẫn còn mở mà. Có nhiều cái nó 24/7. Oh.
ngựa để ở chỗ khu vực xám này là bọn nó không nhìn thấy này. Xám này là không nhìn thấy. Khu phía sau đồi à? Ờ, giữ nút cách khu nào xám thì bọn bên kia nó sẽ không nhìn thấy đâu. Nên đứng ở trên này ngựa chắc là nó không nhìn thấy. Đứng trên đồi mà nhìn thiên hạ. Đứng trên đồi nhìn xuống. Đứng trên đồi nhìn xuống thiên hạ. Bây giờ là thấy rồi đấy. Anh nên lưu vô rừng anh nè. Kiểu mà ở ngụ quê tầm này là tắt đèn đi ngủ hết rồi ra nè. Ờ đúng rồi. Tầm 7 giờ rưỡi 8 giờ là tắt đèn hết rồi. Không thấy một bóng đèn luôn á. Đợt em vừa quê lâu em vừa quê em chơi tối 9 giờ mấy 8 giờ đi đang ngồi đường mua đồ đường vắng tanh. Sợ quê, quê mày ở đâu nhỉ? Ờ em mới ngồi Nha Trang Ninh Hòa. À Nha Trang, Nha Trang, ok ok. Kiểu không phải là Nha Trang nữa mà đang ngồi Ninh Hòa nữa. Nếu mà anh chơi Nha Trang thì chú có voucher gì không? Nha Trang thì ở ngoài đó hải sản thôi, có gì đâu mà. Không, ý chú có gì mời anh không ấy. Ờ, nhưng em đang sống ở Sài Gòn mà. Biết thế. Chờ em về quê anh. Đấy thôi chứ. Anh xem chú thế nào thôi. Chú thấy lưỡng lự lắm. Giờ anh đang chơi chen chẳng lẽ đi về ra đó. Chán anh tôi đi. Anh hỏi thế thôi. Thế thằng em lưỡng lự lắm. Ở Sài Gòn đi gần gần ở đâu hút mua mì thì được chứ. Quê em đi về. Một năm em về về mấy lần đâu mà. Ông bà bố mẹ ở trên này hết à? Ờ vâng. Bố mẹ em ở trên đây. Còn bà thì ở ngoài quê. Mang tôn nhân ra đây mà bắn này. Để nó chạy lên đấy anh ạ. Để một đứt hơi hơi. Lại ba. Đàn phí của tự chí không mấy phá đả ứng đí rần. Hẳn mình hiển là. Hào chí lên. Giá khoai tốc độ. Động tác khoai điện. Khi nào mà anh đi chụp ảnh cưới lên Nha Trang chụp cũng đẹp lắm anh ạ. Anh chụp Phú Quốc rồi. Chụp Phú Quốc à? Ừ. Chưa dập ra ngồi Nha Trang ở chỗ bãi dài ấy. Anh ra chỗ bãi dài ấy, nhiều cảnh đẹp lắm. Tháng 8 mà anh đi chụp ở cuối tháng 8 rồi. Mẹ bọn ngựa nó truy kích anh. Quân ở đây nó hơi lẻ tẻ.
chết một phát. Phép rút gần hơn nửa cái mũ. Địch quân 四散而逃, 到底是无胆鼠辈. Gia tốc tiến công, 快跑, 停, 动作快点, 加快脚步. Tắt cái dao đậu đi, nhận dao đậu đi. Mà nó không đủ đâu. Để em rỉa mấy cái nè. Thắng cho hết tên rồi. Giao đấu về giao. Giao đấu gần gần đây thôi, đừng có đi xa. Cái này không hợp với bắn tướng. Bắn tướng không thấm. Sao mà để nó chui vào ở giữa thế? Bọc nó kín vào chứ. Để nó chui giữa vào nhà anh nhỉ. Thank you.
被我军斩了。Nỏ bắn thằng tướng phụ chết luôn này. Mới vào tay hơi cứng anh ạ. Thông cảm. Mày tay nó còn đơ đơ. Xạ thủ. Mẹ có trong mày mấy cái xạ thủ này thì cái tướng của nó đông hơn cũng không sợ nhỉ. Chết, bắn lại chết. Đông hơn thì bắn chết. Trừng thiên sở trụ, quốc quân bị thắng. Thế ya, chúng ta sẽ giải thoát. Họ sẽ như vậy. Nhanh đi. Dùng đồ trọng yếu. Lấy cái vũ khí. 烈火燎原，燃遍天下。折而不摧，一统天下。释放怒火，消灭敌军。进攻！见识一下我们的激情。挂热的，挂热的，让我点上 hotline。Có lượt thằng đánh hot lại, cho đỡ phải đánh lại mấy trận kia. Chơi cái kèm này, như cái kèm này phải thoát ra vô lại. Hờ, không nó crash, nhục lắm. Có. Vào lại đi. Chịu khó tí anh em ạ. Còn hơn là crash. Cảnh thì hoài trung, huệ thì hoài loạn. Bất trị民 thì民怨怒, 民怨怒 thì 必生乱. Chủ công hữu hạ, 必先弹压乱贼。以警不臣之心，方可治之。来，尽情厮杀，见识一下我们的激情。Quan sát đi. Vì là 至善至身, 我等需奋力前行.奸贼，死到临头了！Trường An vào tay bọn khăn vàng thành cái làng mẹ này. Thành cấp bè.
tôn nhân đứng bắn tướng trong thành thì hết nước chấm luôn đấy. Tướng trong thành nó đứng im, chạy ra đây mà bắn.事到如今还敢妄称天数，尽管鼓动如簧之舌，你仍难逃一死。giao đấu mẹ bọn nó đi. Chó này.Cho người ta búp. Kéo vừa hết bên em nè. Ừ, biết rồi.进步，梦想云端，胜利就在眼前。前进，做好准备。梦想云端，上能扭转局势。梦想云端，杀呀！赶快，赶快，进攻！鼓起勇气，不要留情。禁军，快快快！注意，向前禁军！快快快！速速前进！杀光敌军！快跑！冲啊！勇气，
ngựa ông cho đứng nhìn à? Bảo trì trụ, chờ chờ đợi là. Cool, 15 giây. Nghe cảm giác như crash em ạ. Crash à? Phải không? Đây, đừng. Mày sẽ dính cái thằng Trường An này nó căng nha. Mẹ. Crash rồi à? Chưa biết. Ở là đánh cái thằng Trường An này bị crash là sao nha? Crash à? Oh shit. Mày lưu đấy. Cái thằng Trường An này không ổn á. Nhưng mà để thử lại một lần nữa xem mà. Bởi vì không đại không auto thì hơi ghê. Auto thì thương vong và thương vong chung. Cái chỗ đó là không auto được đâu. Auto là ở trên nó còn quân nó kéo xuống đánh thì căng đấy. Vào lại đi. Vì nó có hai đạo ba đạo full ở dưới nữa đấy. Nó có nói chung là ba đạo full nhưng mà đều giật lẹo, có một đạo full thôi. Các bạn ở trên cũng chưa biết là nó có mua người không nha. Tịnh thì hoài trung, vị thì hoài loạn, bất trị民 thì民 怨 怒, 民 怨 怒 thì 必 生 乱。 主公御下必先弹压乱贼，以警不臣之心，方可治之。bảo vệ hơi căng. Chỉ 原地候命，追寻荣耀，耐心等候，敌军必中圈套，寻求折中之道。
燃激情，痛击敌军。thương vong chung và cao tô đi để lấy cái thành còn hồi được quân. Thế vậy, chúng ta sẽ thoát khỏi những lầy trôi này. Thành này rất sạch, chúng ta thu lại trước.为了天下苍生，定筹壮志。có một đạo của một đạo phun nóng măng ở trên đạo này, đạo của viên thiệu.纯熙守贞，你若不再说谎，我等尚有的谈。Kiểu gì thằng viên thuật cũng sẽ đánh. Thằng này không có đánh đêm, hoa hâm này không có đánh đêm. Nhiều khả năng là bên trong vẫn tiếp viện được. Bọn này không có tướng. Chỗ này đều không có tướng. Xin yếu sổ yu, yên ở đảo chứ.打起精神来，悉心节欲，待时而发。Các thái thú ở quên đấy. Ôi chà chà, có mã đăng ở đây à? Thế thì bọn này đông đấy. Nhưng mà mã siêu, vấn đề là mã siêu vẫn phun máu, không sợ. Củ cung phun cũng gần phun máu. Nhưng mà cũng sẽ không ngại, tướng bọn này cũng ít máu thôi. Bọn này thì không có tướng. Khi thấy mọi người hội trí ở đây, tôi sẽ sợ vậy. Nên chưa sợ lắm.正气如虎，熊熊不息。我哪个能力？ở đây thì còn mỗi thằng viên thuật thôi, thằng đồng mân không đáng sợ lắm. Cố đô.
quân của Tào Trung bây giờ mới kéo lên này. Cũng chưa thể giải quyết được gì. Diễm tính con gái 16 tuổi già hơn cả bố.扫清六合，天下才能平定。Viên Thiệu chết đi không tô được. Vương Lãng sang xe Viên Thiệu à? Bắt lẻ được Viên Thiệu đây. Rằng họ chết được thể diện một chút. Họ chịu được khổ cũng đủ rồi. À, nó không thể tới được ngay đây được. Viên Thiệu chưa phải mối lo. Mối lo hiện tại của mình là Đồng Mân. Nghĩ Đồng Mân đánh tới thì sẽ đánh đấy. Ừ. Này đặt này xuống đấy. Đấy, Đồng Mân xuống. Này này, nó hợp lại đánh này. Đấy. Ờ, nó đeo đánh. Người đeo đánh thì đạo cuối cùng lại hồi được. Nó vây. Nó vây. Vì đạo cuối cùng lại có thể hồi được máu. Bây giờ quan trọng là thằng Trọng Công Quốc này như nào. Người đem vây đây à. Auto được thì chỗ này không có quân của bọn nó.
Vi đang ở phía sau đây rồi. Đoạn này chắc chắn không thể chạy được rồi. Đây đánh tay trận này. Đoạn này không chạy không được. Không có thức viện. Nhưng mà đạo này cung vẫn còn nguyên si. Cung vẫn còn nguyên si nên không sợ. Nó chỉ có hai đạo kỵ thôi. Khá nhiều kiếm. Kiếm này mà gặp nỏ của mình thì chết. Tên độc đánh thì nha, em sẽ lấy chai nước uống nha. Đứng im đi.
anh ăn chép vịt không anh? Anh ăn chép vịt không? Ăn đi. Chép vịt. Ăn đi. Cháo vịt đi. Ờ mày ăn đi. Trời ơi, đang mưa lạnh lạnh là tôi chép vịt nó ấm bụng mình ạ. Chuẩn rồi. Bị rồi. Dùng chế đi đất sử chi mà. Chuẩn bị hảo lạ. Hôm nay thằng nó cũng lên nhỉ. Lửa đốt là chết hết. Cuồng bô cả tên độc cả tên mỏ.想试试，那就来吧。记住，你面对的是何人吧。Mình công nó. Mình công nó nhưng nó không chịu lên. Giúp mình vào rừng.
妈，跑的！敌军仓皇逃窜，一群懦夫！注意！Cái mộc thú nó kéo tới kìa. Em chơi game bây giờ chưa thấy con mộc thú nó phun lửa là sao? Mẹ chưa tới nơi đã chết mẹ rồi. Mộc thú phải phòng thủ và công thành thì nó sẽ phát huy. Thank you.
May quá, khăn vàng rút. Khăn vàng không đánh. Đây là đạo của... đạo thằng kia có thể tiên chuyện được rồi. Xong rồi anh qua lượt rồi lưu luôn nhé. Ok này. Nhau nhiều nhưng cứ phải hót lại. Đây đây đi, à vào đi.则怀中，畏则怀乱，不治民则民怨怒，民怨怒则必生乱。主公御下必先弹压乱贼，以警不臣之心，方可治之。Yếu này, hai tướng thủy. Đạo cung vẫn còn nguyên là mình thoải mái. Mà quên này mà có một vô trận đánh mà nhập tướng vô đánh mà lấy thì phải chưa chắc đã hay, bởi vì cái ammunition của nó chưa chắc đã đủ mượt như Marvelous. Nhưng chưa chắc là hay. Vì Marlet nó còn phải làm cả ammunition chuyển động cho các đơn vị lính nữa. Nên là Bắc Quy thì không có cái ammunition đa dạng nên chưa chắc đã ok. Kỵ này là kỵ con gái đấy, nữ kỵ. Okay.
加快速度，跑步，速速前进，赶快！顽强不屈，随意射击，等候军令。时机已至，听从号令。你太弱了，真是可怜的鼠辈。加快脚步，动作快点。自己可没法打赢敌人，很明显了。唇弄舌，又懂战场厮杀。准备就绪，此部队史诗已悉数用尽。听令，青龙军听令。听军，现在tốt nhất thì tôi muốn chết luôn, chết luôn thì hồi được đầy phun máu còn hơn là chạy như này lại không được phun được máu. 顽强不屈，加快速度，惩治敌军，赶快就位。砍翻他们，准备开战，攻击敌军，准备就绪，进攻，在，准备开战，面甲不留，速度前进，做好准备，杀，注意不要留情，时机已至，怕敌军士兵正在溃逃，鼓起勇气，
加快脚步！骑兵听命，尽情厮杀！准备开战，射击！骑兵，上马，冲啊！哈，敌军士兵正在溃逃。Nhau lên bình. Thằng em thì mãi không thấy đâu. Ông anh thì vẫn mãi lưng mà chống giặc. Mấy lính của anh bắt đi nhập ngũ mấy chục năm nay rồi vẫn chưa cho nó về. Vẫn còn đang đánh nhau. Thiên hạ chưa yên. Thề chưa về. Tôi đang xin nhiệm như ý. Chưa biết là trên thiên đường ân sư. À ta. Những người huynh đệ đang ngã xuống. Sự phong ngũ hồ, xiao mê tí chuyên. Ở trên của anh cờ đâu quá trời cờ anh ạ. À. Cờ quá trời. Cũng may mấy tạo này nó ít ít máu. 吾等妙计，必当淹没敌军。来吧，朋友，与我一同奔赴战场。我等今日荣光，可留名于子孙后代。哟，棍棍卖被刮松了。Phải qua sông. À, đứng ở cái cờ chỗ khúc cái gần sông đi. Cái thành ở phía dưới một tí sẽ không lui về thành mà thủ nha. Phải đánh cái ngòi đồng. Ơ, anh đánh từ mạng siêu đánh ra thì phải đánh ngoài thành mà. Nó công thì mới đánh trong thành chứ. Nhưng mà nếu mà không đánh ra thì bọn nó lại quân mình hao ở đây rồi. Em phải cánh phải nha. Cho tôn nhân ra đây bắn đi kìa. Chuẩn bị khai trận. Gia quân tốc độ. Chuẩn bị.
真是可怜，三军将士无不恳求你闭嘴安静。快跑，鼓起勇气，动作快点，赶快，quân toàn còn mỗi nhúm thế này. Vấn đề là tướng còn đầy máu, tướng mình nhiều máu được đấy, nó là cung của mình full. Hay cool 5 giây. Bộ binh này chủ yếu chỉ là lực cầm chân thôi, quan trọng nhất là cung sát thương chướng. Quân nhân chơi với mặt tiền.蛇如此，怕不是在自取其辱。听我命令，走。tướng bên trái chỉ có 2 level 2 không đáng ngại. Hát quá nè. Thế. Đang còn 103 mà. Quay quay quay, tốc độ tiến trì. Ui, một mũi tên là chết rồi. Nó đang chạy rồi. Tốt từng đường bắn chết nó, kệ mẹ nó. Tiến trì. Lại bao vũ hữu, tiếp tục sang bao. Ha, chú khẩu. Hào chỉ lại. Tốc độ tiến trì. Bật mấy thằng lại. Mày tắt cái chế độ nhận lấy ua đi. Tiến trì. Tôi nhận đấy. Thank you.
小狗狗这边来呢。军将领不敌对手，还是走为上计。lag 呢 ？lag 过来呢？只有这点能耐吗？冲啊！停住！不要留情！快跑！跑起来！注意！准备就绪！凤翔云端！
做好准备。không có một đạo nữa phải đúng không nhỉ? Đã hết rồi nè. Đã mình cơ. Ờ, mình vẫn còn. Cho quân chặt xuống đi. Đúng em đéo nữa. Mình đéo ai nữa. Đi quân tứ tán ở thao, đạo đi là vô đán sủ bệ. Chúng ta. Tốc độ tiến trì. Gia quay giáo bộ. Quay, quay, quay. 杀呀！进攻！尽情的厮杀，诛灭敌军！快快快！不要留情！快！给我杀！快点！加快速度！杀！跑起来！太弱了！đám tàn quân này. Xin chinh chân chưa, thiên hạ sinh chỉ khẳng định. Chết nhiều quá. Chứ đáng tôi phiền ý nhìn mà lắm. Chứ yên, tôi mới chụp bài thuốc trên xe lấy chơi lắm. Y sao vũ trụ. 等候，敌军等候。对。该当如此。啊，对。大获全胜，毋庸置疑。全杀掉，省得回来报仇。要这些俘虏也没用，悉听尊便。赶快！心有所欲，隐而导之。Tốt. Bây giờ còn tướng nào là chưa ra trận lắp thái thú ở Trường An? Công Tôn Toàn level 10. Được. Tạm thời Công Tôn Toàn là thái thú ở đây thì mình sẽ có thêm quân của Công Tôn Toàn. Thiên hạ thăng sinh.
我一人便可横扫千军。又赢了一次。万物失节。此等奸贼，我无话可说。如此甚善。深思熟虑，多加商讨，如此才能天下太平。hết chỗ bán lương rồi。威加海内，乱世遂定。开战！正直不屈，前进！我们应当派兵驻守，正在行军，耐心等候，敌军必中圈套。冻的呢？杀！好了的。Đây mình có thêm công tôn toàn level 10 nữa thì cũng không sợ lắm. Công tôn toàn có 2 đạo thiết kỵ. Kiên trì bất xê.Đạo Điển Vi có tự tin đánh lên vũ quan được không? Nếu mà tự tin đánh lên được vũ quan thực ra quân nó yếu lắm. Đạo Điển Vi các tướng nào đánh đêm? Quân nó tướng toàn đỏ máu hết rồi. Đạo Điển Vi lên đánh đẹp. Còn cái đạo Phun thì là đạo tặc khấu toàn nông dân. Nên đánh lên vũ quan là đẹp. Nói chung là không có đánh đêm.Không cần, kể cả mày cần hết bọn đấy nó cũng được, vì tướng nó toàn đỏ máu mà. Mỗi được cung đô thôi. Cung đô không có quân.
Nhan Lương và Công Vũ Hồi Quân, Nhan Lương đang đi đánh nhau. Công Vũ Hồi Quân vẫn còn tướng nữa cả mà. Vẫn còn Thuần Vũ Quỳnh. Thuần Vũ Quỳnh có, đang làm. Chỉ có Sơn Lị Phương có thể khai trọng tương lai. Nếu bố một tên nữa mới thể tới, hy vọng tên sau bọn này chưa làm đánh. Tên sau thì chỉ có mỗi bọn khăn vàng mới dám vào thôi. Còn đâu thì cũng không có thằng nào dám vào cả. Viên Thiệu chết cơ mà, Viên Thiệu à, tôi mời em nè này, chắc quay tên anh về nghỉ này, 10 giờ Tại hào phê vũ tư, khán giả, đều là vì cơ tư sinh niệm ở trận bạ. Vân lùi, chuyện vân đua bọn này thật yên tâm hơn. Không dám vào, khỏe quá.
Viên Thiệu không dám đánh vì có Triệu Vân ở trong đấy. Không đánh, không đánh thì lại tốt, không đánh thì đạo cú công vẫn được hồi. Giờ đánh mày ạ. Tiếp viện được không đấy? Như này đứng như này chứng tỏ là không tiếp viện được nhau là mới đánh. Quân đi không sát. Một tẹo thôi. Em xem nào. Nếu mà 2 viên 2 thì đánh sợ đấy gì. Thì cái này là 2 viên 2 đấy. 2 viên 2 thì sao? Thôi chơi đi anh ạ. Chơi đi. Không full à? Đã kia chưa full à? Hết tiền anh ạ. Âm 2.000 mỗi lượt mà giờ còn có 5.000 thôi. Đấy. Cũng âm 2.000 rồi. Cái tiền còn lại của em chỉ còn có 5.000. Cái thằng Viên Thục nó biết thế nào lễ độ. Chuyện này dễ thôi. Tạo chưa bao giờ cúi bắp như thế. Bọn nó còn tiếp viện còn chán. Chuẩn bị 就绪. Gia quay 速度. Gia quay 步伐. Chuẩn bị 开战. Thiên trụ. Chóa chín. Thời gian ý trị. Thảo bộ. Gia quay 速度. Chuyện này nó công mà đúng không ta? À, nó công. Nó công. Que mặt phải kéo này đi con mà phải bọn nó đánh mặt trái mà thì cái đó tua đi. Ta.
cho mày bắn đá cho treo cánh trái tí đi. Nghe nói sẽ có Thiết Kingdom mà nói chung nó không phải Thiết Kingdom 2 mà nó là Thiết Kingdom Saga. Nhưng mà không biết đến năm tháng nào nó mới ra. Giờ hơi bị lâu quá. Và không biết nó có kết nối được với bản này không. Ngày xưa thì bọn nó bảo nó tách riêng một team riêng để làm một bản tương quan Thiết Kingdom này. Không biết đến năm tháng nào. Đó, chả biết được. Nói chung là còn sơi. Kỵ có vẻ bên kia bên cánh trái hết mà mình giáo nhiều nên không có lo kỵ luôn đâu. Đừng có chạy vào thấy phát hiện kỵ nha. Vấn đề là mày có để kỵ lộ không? Như thế này là kỵ mày bị lộ rồi. Mày không để ý con mắt ở dưới con kỵ rồi. Để nó nhìn thấy. Đưa cái lên là chọn. Té khói luôn. Đi quân tứ tán ở thảo, đạo đi là vô đan sủ bệ. Lập tam giác chạy té khói. Saga là tên nó thôi. Một bản Tutan War có từ Saga đấy. Những phiên bản Saga thường thường là nó sẽ chú trọng vào một cái mốc thời gian cố định, chứ nó không dàn trải. Anh dựng đội hình tam giác cái mẹ quân bọn nó chạy luôn. Mới dựng đội hình tam giác là kỵ nó chạy luôn rồi. Mày lên đi, đứng ở ngoài ăn mạ chứ mày. Mày này cứ đứng ở ngoài đấy nha.
kiệm lên lên đâm nhau đi. Đứng ngồi chửi thế này. Bắn vào rừng mẹ chết nhiều phết lính nói. Cháy. Mình còn hết tên, hết đạn rồi. Cái này mình nó cháy lan không nhờ? Có, nó có lan lan. Đấy, nó lên rồi. Nó cầm cung rồi đấy, bắn cho nó biết thế nào là lễ độ. Để chơi mình khói à. Bố mày cũng có khói. Chuẩn bị cho cái đạo này đi.放马过来，定叫你有去无回。手撕断筋，准备开战，赶上大地的愤怒吧！时机已至，敌军仓皇逃窜，一群懦夫。时机已至，动作快点！进军，加速前进。找个马车呢？赶快，赶快，上吧！你尽可做得更好，真乃高论，或许应准备一战。速速前进，快快快，除灭敌军，杀光敌军，进攻。chọc đấy, chọc đấy, chọc đấy, chọc đạo giáo đấy. Không, chọc đạo giáo đây này, ngựa đâu. Thank you.
赶快，赶快！变阵，上！准备好了，进攻！冲啊！快快快！杀呀！Đừng có nhường. Thì ngoài đồng bằng rồi, các anh ấy cũng chết rồi. Hết nước chấm. Gia quay速度. Quay quay quay. Gia quay 速度. Hoàn chỉnh bất chi. Yi quân 仓皇逃窜, yi quân 懦夫. Sa quang địch quân. Này thì nhờ. Đụng anh thấy dễ ăn lắm. Đối đầu trực diện nó viên thuật mùa. Có hộ béo kỵ ở đây mà đối đầu trực diện nha. Ừ. Nó vay rồi đấy. Nó vay ai đấy? Nó vay cái thằng của anh ấy. Trường An á? Trường An ấy. Thôi láo nhỉ. Thằng Cung Đô nó vay. À, thằng Nhân Phúc. Mẹ thằng Nhân Phúc. Nó chạy vòng vòng. Khó chịu những cái thằng Lìn đấy. Nó kéo hết quần đi căng trộm rồi anh ạ. Đánh đéo lại bắt đầu chơi vào căng trộm rồi. Trường An khói lửa. Nhưng mà nếu mà không đánh thì tuần sau Lữ Bố tới rồi. Tuần này là Lữ Bố tới rồi. Ồ, Lưu Sủng chết vì bệnh. Rồi xong. Người cha già đi hy sinh. Người cha già đi hy sinh. Viên Thượng thay vậy. Viên An Dương 69 tuổi, Hưởng Dương 69 tuổi. Sao?
Tao 9 tuổi chết là vừa. Nhưng mà chưa nhìn thấy được thống nhất thiên hạ. Nè, giờ chủ clan toàn là phụ nữ anh ạ. Thật ra có con nhưng mà con của anh clon chưa lớn à. Cho viên thượng người kế vị viên An Dương mới như này. Thằng Lý Thôi nó còn vậy, nó 68 tuổi rồi nó chưa chết. Lưu Sủng chết vì bệnh nghe mới nhục gì. Không phải là chết vì tự nhiên à? Chết vì đấy thọ mệnh này tự nhiên này. Chứ vì bệnh còn đéo gì nữa. Chắc vì bệnh đéo gì đấy. Bệnh già mà. Cứ qua lượt đã xong rồi. Hôm sau chơi tiếp anh em nhá. Ít thôi. Anh em buổi sau nhá. Xin chào và gặp lại. Bye bye.